Alo. Mới đi gội đầu gội ốc về, tao nói là trời ơi, tao nói là đến ở đây á, tao nói cho tao một ngày tao sang đây một ngày á, là tao nói là về cái đầu cho túi luôn đó. Có không? Thế sao cái màu mà cái mùi cá nó dính vào đấy? Cái mùi cá nó dính vào cái đầu á. Cái mùi giờ chả cá đấy, xong rồi cái mùi dầu mỡ nó dính vào đó. Trời ơi, đúng là người ta bảo cái gì nhỉ? À, cái gì gần cô hàng hoa, cái gì mà hàng cá rồi đó. Hello mọi người, hello em. Trời ơi, chả cá ngon ha, đưa chị cái khẩu trang để đeo vào, đưa cái gì đâu. Và có cái như này này. Có cái bây giờ nhớ không? Có màu trắng trắng em mang hay sao nào? Hello em, ừ. Em mang cho chị miếng miếng bầu húc là uống cho nó tăng lực cho là. Cho nó nói cho nó lăng, cho nó mạnh bạo cho là. Ừ đúng rồi, trời ơi, tao nói là đấy. Tao nói từ ngày về Vĩnh Hy đến giờ ấy, là chồng em bảo đúng là em mà lông dân. Em mà thành lông dân rồi. Đó. Đầu tắt mặt túi, hello chị Nguyễn ơi, hello tình yêu. Hello chị dạ. Trời ơi, xinh gì bà bầu mà xinh. Bầu bì nghén ngầm. Sang tháng thứ 6 rồi. Con nó đạp bùm bụp trong đập trong bụng rồi, tao khổ ghê luôn á. Hello em chào chị Phương Loan nha. Dạ em lâu chị, chào hello mọi người. Trời ơi, cảm ơn chị Nguyễn Tín, hello hello. Trời ơi, đúng là năm là người ta bảo năm xui tháng hạ. Ê ta bảo này, ở đây có cái đình, có cái miếu Lâm Bà đó. Là bao giờ ta mở vậy? Cái miếu Lâm Bà đó ở đây bao giờ ta mở vậy? Ờ. À, cho mình về đây á, các chị ở làng này này là có hai nơi chùa. Chùa với lại chùa với lại miếu. Mà chùa đó là em gọi làm ủng hộ nhiều lắm rồi. Hôm nọ sư cô bảo trên chùa dột, thế là làm lại cái mái, em cũng ủng hộ. Xong rồi làm bức tường bức đồ, mà thấy có cái miếu nữa. Đó, thôi kệ đi, mình gọi là có thờ, có thiên, có kinh, có lành, có chỉ không? Đó, mình đến đâu là mình dập ra tùy tục. Đấy, ông trời mới thương mình. Mình làm nhiều điều thiện rồi mình cũng phải biết trên biết dưới. Khổ ghê luôn đó. Trời ơi, chả cá ngon lắm tình yêu ơi. Úi giời ơi, em là hạnh phúc muôn đời. Đó, có thấy không? Em là về đây mà mấy có mấy tháng thôi. Người ta nói rằng là dạ đúng rồi, cả rồi là làm loạn cả xã hội luôn. Đấy, bọn cái lấy nhỏ thôi. Úi giời ơi, chủ nói lính nói. Tao nói mẹ nói. Đấy đây, các chị thấy không? Úi giời ơi, chả cá, chả mực. Ê, chả mực chiên vậy thôi à? Đây, chả mực, cái bọn đang chiên chả mực cái này. Em mới chiên tao mấy cái vàng vàng tí tao ăn. Đó, một con bí này. Làm chả mực, các chị thấy không? Chả mực này. Ê, làm tròn tròn nó mấy đứa. Sao lại méo méo vậy? Chiên vàng vàng tí nữa đi. Chiên nửa to, đúng rồi, chiên này nửa to. À, chả mực các chị. Đấy, tại phải chả mực phải chiên lại đó. Ừ, đấy, chiên chả mực đấy. Đây là chiên chả mực cái này. Sao không cho vào trong cái gì mà thả cái lúc tao thả nhá, bảo một chỗ mày á. Đây à? Tao chiên thế mà nó, tao chiên bụp ngon lắm mà. Sao mà chiên phải mỏng nữa ra, to ra, cho nữa ra. To cái miếng này này. À, mỏng nữa ra. Mỏng nữa ra thì chiên mới được, mỏng nữa ra. Đó, đúng rồi, mỏng thật là mỏng tanh ra. Không phải vo này đâu. Đấy, đúng rồi, ép như vậy xong lật lại, các ép phát lửa là được. Các chị chả mực ngon lắm, chả mực nhà em ngon lắm các chị nha. Chả mực Vĩnh Hy, đây cá đây này. Đây là chả cá đang chuẩn bị chiên này, các chị thấy không? Đó. Chả cá ngon lắm mọi người ơi, mọi người ơi, mọi đúng rồi. Chả cực không ngon thì sao mẹ? Chả mực nhà em là bao luôn. Đấy, chả cá chiên đây này, đang chiên đây này. Thấy chưa? Đấy, mấy mẹ đang ngồi chiên này, chiên nữa chị, chiên phải chiên nhanh. Chiên nhanh. Đó. Thấy không? Đó, chiên đó. Đây này.
có dây dợ gớm quá luôn đó. Này phải làm lại cái một cái đường dây ở chỗ này, làm cái đường dây đàng hoàng tử tế, lắp từ đây lắp xuống con chạy đường dây đường giết. À nhìn lắm chị ơi, chả có hạn Hà Nội chị yêu ơi. Thôi chả cáng con chưa đó, thấy không? Sạch sẽ chưa? Tôi đã bảo rồi, nhà tôi làm mà không sạch cái không ăn tiền luôn đó, thấy không? Chả mực ấy trên tao mới có chả mực cho ăn làm mày mọi người. Xong mày tao nói là đúng là lâm xui thắng hạn đó. Nó nhiều chuyện đến bực bộ tiền bạc thì hao tốn. Ê lấy tao cái thớt to to thì sao mày mà lấy cái tập nhỏ vậy? Tiền bạc thì hao tổn, tinh thần thì không được vững vàng. Đó, tiền bạc thì hao kém. Đến đúng đến tháng này đúng không? Người ta bảo là không tin thầy bói thì cũng không được các chị. Đôi khi á, mình nha, mình có bảo dô dô bói toán này kia mình không có tin. Nhưng mà không tin là không được đâu nha các chị, không tin là không được đâu nha. Tháng tháng hạn mà, từ đầu tháng đến giờ ta nói là dồn dập luôn các chị. Làm như tiền thuê nhà này, mà nếu hiểu sao cái tháng này nó đến dập thế. Làm như anh ở bên ở Hà Nội, Hương ơi 20 tháng 10 chuẩn bị tới rồi, em chuẩn bị tiền cho anh, năm nay khó khăn đó, trả tiền nhà. Tôi bảo anh ơi em khó khăn lắm, thôi em trả nhà cho anh đi. Ông bảo thôi đừng trả em ơi, chết anh, chết anh. Tôi bảo em có nhà cho thuê mà em đấy, người ta trả anh trả hết rồi đó. Đó, rồi như là tiền nhà Hà Nội, tiền nhà Hải Phòng, đủ các loại trên đời. Đó. Con đúng không? Bông phím con chị ạ. Ừ. Thế nên tao nói thật với mọi người nghe là khổ lắm. Đấy, cái lâm xui tháng hạn tao nói tiêu tốn tiền bạc. Nhưng thôi kệ đi, của đi thay người. Em bảo rồi mẹ cứ tán lộc, hiểu không? Đôi khi trong cái tháng hạn của mình các chị tán lộc nhìn mạnh lên. Tán lộc là của đi thay người đấy, tao bảo thôi được rồi. Ok. Cái kích thước mà tròn tròn đẹp đẹp to to đâu. Mình bọn lần nhà mình vẫn gì đâu. À, của đi thay người các chị nha. Đã tán được tí lộc là tán đi. Đó, thấy mặt mũi không có trang điểm trang đầu thì lại trang mặt mộc đấy mà nám thế này. Thấy chưa? Mặt bắt đầu nám thế này. Có mật nho tình yêu ạ. À. Cá chả cá Hương Hoàng ngon lắm trời ơi. Các chị nghĩ gì mà không ngon? Các chị nghĩ gì mà không ngon? Trời ơi, chả cá là sạch. Đây đứa nào cho trong đây vậy? Đầy quá thì cho lên bàn chân kia sang hút chân công, không được để thế này. Trời ơi. Đầy quá này phải để lên trên kia, không được để xuống gầm như vậy. Bụi bặm nó vào thì sao? Em đầy quá em phải cho sang bên này, hút bàn hút chân công bên này này. Đó nó cho vào bao. Các chị hiểu không? Đồ ăn đủ nó không được để như vậy. Đấy, đầy cái này quá cho sang bên này. Em hiểu cái này chỉ để gầm để dầu thôi, dầu ăn thôi. Không được để cái gì ngoài dầu ăn ở đây. Đi chân đi trước đi vào, bụi bặm nó đưa lên. Có thể em khí không có chị? À. Này đúng thế. Đúng rồi. Đâu các chị nào? Vâng ạ. À. À con là bảo em xàm. Ôi tao xàm lắm đó. Mày cứ xàm vào chứ tao đi nha con đi kia. Đó. Đôi khi mình không muốn khẩu nghiệp mà nó cứ khẩu nghiệp cho mình khẩu nghiệp các chị. Chả cá ngon ha. Rồi ôi. Chả cá 100% từ cá nha mọi người. Chị nào đang muốn làm đại lý nha, chị nào đang muốn làm đại lý bên em đó, nhà em là có giấy xuất khẩu được luôn, tiêu chuẩn xuất khẩu nước ngoài được luôn. Chị nào đang muốn làm đại lý đó, chả cá 100% là cá thu và cá mối. Cá là ngon hơn đồng dai này. Úi giời ơi. Hả? Nấu canh. Nấu bún cá. Trời ơi mấy mẹ. Mua về. Sau đó cà chua nó phi lên. Các mẹ hiểu không? Nếu mà có cá không có thì thôi. Cho nước vào. Trời hết mẹ ăn dơi này. Sau đó đấy là bắt đầu là cho nước vào, sau đó đổ nước vào. À có cá viên có chị. Sau đó bắt đầu là mình sẽ nấu gần chín rồi, cho cái này vào, sắt miếng ra thái mỏng mỏng cái này, xong rồi cho thì là vào, cho thì là vào, có chịu không?
cây rồi bỏ cái bóng này. Ngon quá luôn á. 24 cho miếng dọc mùng nữa vào. Hành răm thì là không biết đâu, mua về bắt đầu là thế thì quấn bánh tráng, bánh tráng quấn lên, quấn bánh tráng chấm bún bao tiền bún hết tiền qua đưa mấy triệu ứng lương hết rồi à? Cái tiền ứng lương còn bao nhiêu tiền hết rồi không? Cái tiền ứng lương chị đã mấy triệu em ghi ra chưa? 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 5 triệu này. Đấy, quỹ 5 triệu đó. Thế à? Đúng rồi, ngon lắm, chả cá ăn chổ các mẹ ơi, nhiều món ngon. Úi giời ơi. Có cá là con, cá gẩu muối chứ, có bán chứ. Đây này, chả cá xịn nữa chị thấy không? Là nó dai ngon này nè. Trắng này nè. Nó không phải là cá gọi là không phải là cá gọi là xanh nguyên con. Tuyền bị xích vũng dầu được rồi chị. Đúng rồi chị. Trời ơi. Thêm đĩa rau sống nữa nhỉ. Đó. Ăn trời ơi. Ngon lắm chị. Ngon lắm. Hôm nay sale nha. Dạ ok chị. Chả cá nhà em có 3 loại này. Chả cá sống, chả cá chiên và chả cá hấp. Ê, chả hấp đâu em ơi? Đưa chị chả hấp em ơi. Hai đứa kia đâu rồi? Chả cá hấp đâu? Hai con mỹ này em bảo live stream mà đứng vào đây ngồi đứng chỗ này này có gì vậy sai luôn. Có hai đệ tử live stream nó chưa có hiểu ý mẹ của sếp. Trời ơi, Sài Gòn tôi mà live stream hai ô tô ma tích mấy đứa quay quanh để phục vụ. Hiểu không? Em mang chả cá hấp vào đây, chúng mày đứng ra đây. Nào, bắt đầu bán. Khi nào chị live stream là phải đứng chỗ này này. Hiểu không? Không muốn đi đâu, những cái việc gì để hết lại. Các chị chả cá hấp bên này các chị. Cái này đang mình nấu canh mà nấu lẩu. Nha, được nha. Đó. Cái này ấy các chị có thể mua giá cái này ấy với cái này bằng tiền nhau. Các chị giá chả hấp với chả cá chiên bằng tiền nhau. Đấy chị cái gì kê cái này lên. Đó các chị, nên là mọi người có thể mua, nếu như các chị mua về ăn thử. Chưa ăn bao giờ thì mua về ăn thử nha mọi người. Đó chả cá chiên và cá hấp của em đang bán 1 cân là 290.000 một cân. Các chị nha, hôm nay ấy nói chung là xả xui. Tháng 2 tháng rất là xui của em các chị. Từ đầu tháng đến giờ là bao nhiêu chuyện thị phi, nói chung là đau đầu mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình nghĩ là mình tán lộc tại vì nhà em làm được. Làm được đó thì nó không có lo. Thì mình sợ mà đi mua đi bán lại thôi. Còn mình làm được là mình không có lo. Các chị đấy, nói chung là mình có công nhân làm, mua tận gốc bán tận ngọn. Mình còn bán xỉ cho người ta được. Thì mình bán cho khách hàng, coi như coi khách hàng của mình là khách xỉ đi. Hôm nay em coi các chị là khách xỉ nha. Đó. Giá lẻ bằng giá xỉ. Chỉ bán cho 50 chị thôi. Chia sẻ live stream cho em. Chỉ bán 50 chị. Các chị nhớ chia sẻ live stream cho em nha. Được chưa? Comment lại. Đó, nhà em có này. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Đó, thành phố Hồ Chí Minh nằm ở 76 Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7. Đối diện cho Tân Mỹ. Hải Phòng 52 Tô Hiệu. Cần Thơ 80 Lý Tự Trọng. Hồ Chí Minh nằm ở 192B Cách Mạng 8. Được chưa? Cái này là cả chả cá các chị mua về chỉ có việc chiên qua lại làm nóng ăn thôi, không cần phải chiên lại nữa. Các chị làm nóng lên thôi. Còn chả cá hấp này các chị có thể nấu nẩu này, có thể thành làm cá viên chiên này, có thể nấu canh nha mọi người. Cái này rất là ngon luôn. Đó, cái này là 100%, đặc biệt chả cá nhà em đây 100% là cá tươi, không chất phụ gia, không chất bảo quản, không bột, không hàn the. Đặt bao test luôn. Nếu chị nào test mà trong chả cá nhà em có bất kỳ một sản phẩm có thành phần nào liên quan đến bột, đá hàn the hoặc chất tạo dai, tạo giòn hoặc cái gì đấy hại sức khỏe là em đền 1.000 lần luôn nha. Em đền 1.000 lần. Đó, và đặc biệt nhà em là bao đổi bao trả. Các chị ăn không ngon có quyền trả lại. Được chưa? Bao đổi, không ai mà bán hàng đồ ăn mà bao đổi bao trả đâu. Nhà em là bao đổi bao trả bao ăn luôn nha mọi người.
Nên là hôm nay sale sập sàn này, hôm nay á là gọi thôi, mình kệ đi, mình gọi đang xui quẩy á, mình xui xẻo nên là mình gọi là mình xả xui nha mọi người. Đã giả cả em bán đang bán 280.000 một cân nha, 280 một cân, em sale còn 230 duy nhất ngày hôm nay thôi, duy nhất trong ngày hôm nay và duy nhất trong lúc này thôi nha mọi người. Comment lại cho em liền đi, 280 giảm giá còn 230, đúng rồi. Một đứa đứng bên này đi, đứng bên này, đứng bên này, 280 giảm giá còn 230, đi qua bên này, đi một đứa bên này, bên này, bên này. Ê ê, không cần con bé đó, hai đứa chúng mày tập làm đi nha. Chà cá bao ngon luôn, nếu không ngon nó quyển trả lại, đứng qua bên đây. Dạ đúng rồi, em chốt đơn nha. Chả cá anh Tây ngon. Đấy, có giấy phép an toàn thực phẩm đầy đủ này, có giấy chứng nhận này, có giấy test sản phẩm này các chị nha. 100% là cá tươi, cá thu và cá mối. Dạ ok chị Thu Hiền Nguyễn, một cân chả cá này. Gia Lai chưa ship được, chị chuẩn bị ship được rồi nha chị. Ok Nguyễn Hồng này, Phương Phạm này. Dạ ok, comment cho em hai chả cá, chị Nhung Nguyễn, hai chả cá, một chả cá viên, 230 một cân. Em bao giá toàn thị trường luôn nhà em, các chị nhìn không? Xưởng làm mà các chị biết rồi, thấy không? Các chị nhìn thấy chưa? Các chị nhìn thấy người ta làm đó, chị thấy không? Này, công nhân viên sạch sẽ nha mọi người. Đó, không có chất phụ gia, không bảo không có gọi là hóa chất hóa học gì cả. 100% là cá tươi, công nhân làm việc rất sạch sẽ. Cá là nguồn cá tươi. Đó, nguồn cá tươi, nói chung là cá đánh bắt gần bờ. Dạ ok chị Huyền Trang, một cá viên một cá chết. Ok chị yêu Huyền Trang này, Hà Nội có rồi chị yêu ạ. Hoàng Chi này, ok chị, đúng rồi, các chị có thể mua nửa cân cá này, lửa cái này nữa chị, lửa chiên và lửa bên mấy con lý làm lồn thì mà làm cắt cái gì vậy. Ok chị dạ ok chị Hoàng Chi, đúng rồi, comment lại cho em chị ơi. Chị Vũ Dung ơi, tại sao chị bảo em là chợ đôn? Chợ đôn nghĩa là sao vậy chị? Chị Vũ Dung, em nhìn chúng chị cũng rất là xinh đẹp. Chị giải nghĩa cho em chợ đôn là gì vậy chị? Chợ đôn là nghĩa là sao vậy chị? Em hỏi thật, chị giải thích dùm em với. Ok Nhung Nguyễn dạ. Cảm ơn Trang Quách, bà bầu dễ thương thôi, bầu dễ thương. Bầu mà không dễ thương thì mẹ bà bầu đã xấu xí rồi. Để còn không dễ thương thì ai mà ta thương nổi, đúng không? Bầu là phải dễ thương. Ok chị Trần Phương ạ. Một cân là hai miếng này các chị. Một cân hai miếng này nha. Đúng rồi, Hà Nội có chị ơi, Hà Nội có. Một cân là hai miếng này. Đấy. Đúng rồi, ok chị Kim Lê San Chun này. Đã ok chị lửa cân cá chiên, một cân cá viên, lửa cân. Cái này lửa cân này các chị có thể mua cái này này. Cái này cũng được. Nha, các chị có thể mua cái này cũng được, nửa cân đọ nửa cân luôn. Dạ chợ Đôn Hải Phòng. Dạ tại vì khổ lắm em không có hiểu nhiều. Đó em biết chợ Đôn là đâu? Chợ Đôn là chị chỗ nào vậy? Dạ. Ok chị Nguyễn Minh. Dạ ok chị Nguyễn Hằng này. Em để cái này làm cái này trước từ từ đi. Em ngồi đây, ngồi đây đi. Ok chị. Một cân 290.000, giảm giá còn 230. Dạ. Đúng rồi. Ok chị Phương Trinh, một cân, vâng ạ. Đó, một chả, một cho chị, một chả chiên, một chả viên. Ok chị yêu, ok chị luôn. Luôn. Trời ơi, này các chị nha, ăn nha, không ngon trả lại nha mọi người. Mua về đi. À thế là chị, ok chị Mỹ Dung. Em không biết, em này không có hiểu nhiều, em có Sài Gòn, em cũng vào Sài Gòn đã mười mấy năm rồi. Em không có biết. Chả cá ngon lắm, luôn ngon lắm. Trời ơi. À, tôi bán tôi lại khen. Ê này ăn nước mắm nhí đi. Nước mắm nhí chị. Trong chấm mắm nhí rồi. Dạ ok Trang Quách. Đúng rồi. Bé có chị là bầu bì mà không chịu khó. Tôi đẻ lấy cái gì mà muốn nuôi con. Các chị. Mà cái tính như em ấy. Tôi thật. Tôi đẻ chắc là đẻ live stream ấy. Xong mà đẻ xong mà mẹ đẻ xong là hết đau ấy là tao bán hàng luôn đấy, chứ ba tôi mà làm ba không có ba chữ cuộc đời em
chưa bao giờ ở cữ 3 tháng nha các chị. Chị cô nói em là chưa bao giờ đẻ đấy, đẻ 3 đứa con rồi, chưa bao giờ là ở cữ 3 tháng các chị, chưa bao giờ luôn đó. Gọi là ở bên Pháp thì ở cữ được đúng 1 tuần xong là đi ra ngoài luôn, còn Việt Nam là ở cữ maximum con Mỹ Anh ấy là được 1 tháng là maximum, tôi là không được hưởng thuốc mẹ ở cữ các chị đó. Mà để đẻ hai đứa này xong cầu trời khấn Phật cho nó thông đồng bến gọn, em muốn đẻ thường em phọt một phát, hiểu không? Đúng rồi, em có tôi hiểu chị, tôi hiểu năm hai tôi hiểu chị đó, phọt phát hai đứa ra luôn, đứa phải mổ thì mẹ mổ đau lắm. Vợ em cầu trời khấn Phật, em đang đi chùa đi chiền, em đi cầu cho cầu trời khấn Phật cho thư trời Phật thương em. Em cũng muốn làm ạ, cái bắt cái mắm cái bắt kia đâu, em muốn làm nhiều điều thiện, điều phước đức để trời thật thương em cho em đẻ thường. Em sợ đẻ mổ lắm, trời ơi, tôi nói nọ ừ mổ, tôi nói là mổ nó đau lắm phải không? Tôi muốn đẻ thường, đẻ xong phọt phát ra luôn là xong đó, đẻ xong rồi còn chị 5 tháng sau đẻ thêm đứa nữa, mà đẻ mổ là phải 2 năm sau mới đẻ được. Nên em cũng muốn đẻ thêm đứa nữa, mà hai đứa này xong mà em muốn đẻ được nữa đấy đó, đẻ được con gái nữa, tôi cưng con gái lắm các chị. Ok chị, 1 cân chả miếng 1 cân chả viên, ok chị Quốc Thắm, vâng ạ. Rồi ok chị yêu, cân chả miếng cân chả viên nha. Rồi ok chị ngồi yên đây, không được đi đâu, đứng đây đi, rồi tí nữa khi nào chị bảo vẫn lấy cái gì thì lấy cái đó. Ok chị, ok chị Nguyễn Hồng, 1 cân chả viên 1 cân nhà em hộ Hải Phòng 52 Tô Hiệu chị, cửa hàng Madam Hoàng Hoành Tá Tràng ngay chỗ bên cạnh toán Hà Nội có ship chị ơi, nhà em có sẵn tại các cửa hàng nha, thành phố Hồ Chí Minh là Hải Phòng 52 Tô Hiệu, Hà Nội 39C đường Thành, hoặc là 100 số nhà 37 có 163 đường Nguyễn Văn Cừ. Đó, nhà em có rất nhiều chi nhánh, Cần Thơ 80 lựa chọn nha các chị. Ok Lưu Thị Bích này, 1 cân này ok chị yêu. Dạ Phương Phạm, chả cá bảo không ngon cho trả lại nha mọi người. Đặc biệt chả cá nhà em bao ăn luôn, nếu không ngon có quyền trả lại. Và nếu ai mà muốn làm đại lý bên Madam Hoàng, các chị muốn lấy, các chị đã có nhà hàng, các chị đã có khách sạn, các chị có đang có những cái mối quan hệ và các chị đang bán online, các chị có nhu cầu lấy chả cá Madam Hoàng về các chị bán thì em sẽ bán xỉ cho, giá bán xỉ rất là ok đó. Đúng rồi chị, hôm nay em sale, hôm nay sale tại vì hôm nay tôi kệ đi xả xui đó, mọi người mua đi, ngon lắm luôn, cái này ăn cái gì cũng ngon, mà 100% là cá tươi nha mọi người, 100% cá không chất phụ gia, không chất bảo quản, không có cái gì luôn, ngon lắm. Dạ cảm ơn chị. Đấy em về đây thì cuối cùng em dặn ra cái món này của chị, tôi khổ ghê đúng không đó, đời tôi thích tôi đéo là vẫn đéo là sung sướng được, hắn lúc làm đéo là nhiều đấy, khổ không trời vật đấy. Trời vật đấy cái gì, bây giờ không làm cũng đâu có khổ, khổ đâu, có đói đâu, nhưng mà khổ lắm, cứ mê man nó mắt trợn như là ngược lên, tôi khổ lắm. Hôm nay bảo không lại chim á là cả ngày khó chịu, chứ bán được cái gì đâu các chị, nó là chưa thoát kiếp được đâu các chị, chưa thoát kiếp khổ đau được đâu đấy. Đi chơi người ta nói là cứ nghĩ đến ở nhà thôi là không biết chúng nó chiên chả cá làm sao, không biết chúng nó hôm nay làm thế nào có ngon không, không biết chúng nào đấy các chị thấy em khổ chưa, ăn lên số khổ đấy, không phải sung sướng gì đâu. Ngon chưa, nước mắm ngon lắm, trời ơi không ngon. Lấy cái bát thủy tinh của ta đâu, bà có bát thủy tinh để live stream đâu à. Bình dương cho chết thể em, mắm ngon lắm luôn ạ. Trời ơi ok, sờ một con chả cá ba nay có gì đấy, em sạch sẽ không, nhà hút chân không rất sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ok Bảo Châu, một cân chả cá này, chả cá thu và cá muối mọi, hai loại cá nha, cá thu và cá muối rất rất là ngon. Ok chị Hương Đinh, một cân này, chị Quỳnh Nguyễn, một cân này, dạ chị Mai Phương, một cân này, ai mua cầm may lại cho em nha. Dạ đúng rồi, Quỳnh Đinh, một cân này, đấy chả cá của tôi này, đấy có thịt đấy không,
Nước mắm nhĩ này để ăn trong không? Nước mắm đã bảo rồi không ai chê. Nước mắm là không ai chê. Có nước mắm à, Hải Phòng có bán chị. Hải Phòng em có bán, tất cả cửa hàng đều bán luôn chị. Ok, hồng hoa một cân này. Đã, chả cá ăn là nghiền luôn, đã bảo rồi. Nhiều người bảo Trương ơi, thực sự chế thật em nghe, em là con người quá có tâm có đức thực sự. Em thật các chị, không ai mà làm như em đâu. Không ai mà làm như em. Các chị đây, em bỏ cái cá cho mọi người xem. Bỏ cái cá cho mọi người xem này. Các chị nhìn cá nhà em nha. Mới sáng ra cạo này các chị. Nhân viên mua về, em mua cá mới về. Cạo xong ấy là ủ vào đá này, các chị thấy không? Này, cá tươi chưa? Đó, các chị thấy không? Đấy, ủ vào đá nha, mọi người thấy không? Đây, cá là 100% cá lạo tay nha mọi người. Đó, nhiều người bảo hỏi cái màu đỏ là gì? Màu đỏ là cá đỏ củ. Cái này cho một chút cá đỏ củ vào thì nó mới dai. Thấy chưa? Cá ngon chưa? Nha, nạo bằng tay sạch sẽ, không xay, nhuyễn. Đó, sau đó bắt đầu xay máy móc. Các chị thấy em dàn hệ thống máy móc nhà em này. Thấy chưa? Đấy, là làm xong là khử trùng khử khuẩn sạch sẽ luôn. Đó, sau đó bắt đầu đây đánh chỗ này đây, quét đây. Xong các chị thấy không, nhà em đang làm này. Cái này đã chưa làm xong chứ mà làm xong là đẹp hoành tráng này, các chị thấy không? Đấy, phòng ốc, chỗ chế biến đồ sống riêng. Đây này, cái này nè. Cái này là gia vị này, các chị bỏ cho các chị xem gia vị gồm những cái gì. Đó, các chị không có hàn the nha mọi người nha. Hàn đây là gia vị ở đây. Đang đóng gia vị để chuẩn bị xay này. Đó, xay cá chả viên chiên. Đó, các chị thấy không? Đây là muối nha mọi người, đây là muối này. Các chị nhìn thấy muối chưa? Muối nha. Đó, bột lêm này, tiêu bắc này. Đó, bột ngọt này, đường này, bên này gì nữa không? Đó, các chị thấy không? Không có bất kỳ một hàn the, hàn đầu hết đúng không? Các chị thấy không? Đấy, gia vị đó. Đó, gia vị đường này. Đó, bột ngọt này, tiêu này, tiêu mà tiêu sọ đàng hoàng nha. Chứ phải mua một cái loại tiêu vớ vẩn, các chị thấy tiêu sọ không? Đó, và đây thì đây là bột lêm, đây là muối này. Muối nha mọi người. Chị tưởng trắng trắng cái tưởng cái bột gì, đây là muối nha. Đây là muối iốt nha mọi người. Đó, muối iốt đâu? Các chị không? Các chị yên tâm là không có bột. Không hàn the đây, ớt này, ớt trái này. Mà tỏi đây là phải tỏi Phan Giang nha mọi người đây này. Tỏi Phan Giang các chị thấy không? Cái này đây phải bóc cái này. Ngồi bóc tách tay các chị không xài tỏi Trung Quốc nha. Tỏi là phải xài tỏi Phan Giang. Đó, cái này nó thơm, các chị cần bóc công cực lắm luôn, phải ngâm vào nước này. Ngâm và bóc cho nó nhanh. Chứ mà bóc cái kia không nó lâu lắm. Đấy, các chị thấy không? Người ta làm tỏi Trung Quốc còn em làm tỏi Phan Giang đàng hoàng. Phan Giang là 150.000 một cân đấy, các chị thấy không này? Thơm lắm. Thấy chưa? Đó, đây ớt này. Ớt này, ớt Thái An, thấy không? Nó rất là sạch sẽ an toàn, các chị yên tâm đấy, nấu cho các bạn đây là đang bắt đầu cân. Cân cái này là vị gì đây? Vị Nam. Vị Nam. Tại vì nhà em làm hai vị, vị Bắc và vị Nam. Đấy các chị hiểu không? Đây này nên là các chị là đấy, các chị nhìn đã sạch sẽ chưa đấy. Khu này là khu chế biến, chuẩn bị là xay cá viên chiên này. Đó, có cái máy, đây là máy làm cá viên chiên, các chị nhìn đâu. Đấy. Dạ ok chị, đây là máy làm cá viên chiên này. Làm tí cho vào đây, bắt đầu xay cho vào đây làm cá viên chiên. Đấy, các chị thấy không? Rất là sạch sẽ an toàn, trong này là bắt đầu chiên này. Đấy, phòng bên kia là phòng đóng gói, bên kia kia bên phòng đóng gói. Đấy, nhà em chưa làm xong, chưa làm xong từ từ 1-2 năm nữa là bắt đầu lắp kính, lắp đồ, bảng hiệu, bảng đồ đầy đủ. Đấy, các chị thấy không? Chiên này. Chiên xong là hóng khô cho nó mát, cho nó khô. À, cho nó gọi là ráo dầu. Xong bắt đầu là một hút chân không. Đã khô, bạt xì vào. Chả mực cái kè, ngon chưa? Đó, các chị thấy chưa? Đó, đấy, chả mực đấy. Chả mực ngon chưa? Đó, các chị thấy không? Nó các chị yên tâm tuyệt đối về an toàn với thực phẩm nha, các chị yên tâm. Không bao giờ phải sợ các chị ăn dầu chiên này. Không bị đen nha, dầu không đen nha, dầu chiên là lúc nào múc lấy cái muỗng, lấy cái gì đi. Lấy cái gì múc cho người ta. Đấy các chị đem nồi chiên này. Là chiên mặc mấy cái nồi này, các chị thấy chưa? Đó, dầu màu đen này bỏ ra ngay này, thấy không? Dầu đen này chứa cái gì chứa không? Không lọc thèm lọc lại nha mọi người, dầu nhà em là không thèm lọc lại. Dầu này để xong chứa biết là đây là làm gì không? Để nấu, để đưa cho những cái người mà ta nấu đồ ăn gia súc á. Đó, người ta cho người ta. Đó, để người ta nấu chứ không lọc lại, cái gì đấy như thường người ta nấu, người ta lọc lại dầu, người ta có máy lọc dầu lọc lại, còn em là không lọc lại dầu luôn. Nấu đến đâu, dầu đến đâu là bỏ luôn, chứ không có để kiểu như là lưu cữ. Đó, chiên đợt nào xong đợt đó là đổ dầu đi. Các thì em này, dầu trong chưa? Thấy nhìn không? Không bỏ chiên dầu đen nha. Đó. Thấy chưa các chị, nhìn không? Nó sạch sẽ thế, các chị tưởng tượng đi. Ăn một ăn làm của một cái cơ sở nó làm ăn sạch sẽ thế này, đàng hoàng tử tế thế vậy, các chị nghĩ đi, này có mấy thằng cá này. Thấy chưa? Xuất sắc chưa? À,
Thấy chưa các chị nhìn thấy không? Đây là nhiều người bảo ôi giời brand. Đấy các chị nhìn em, đây là phải cho cái đồi sâu. Đấy là mình không nhìn thấy, các chị nhìn em dầu này. Nha, cứ đen một tí là đổ đi luôn. Các chị không bao giờ chiên dầu lại. Các chị thấy không? Nói chung là mình ăn vào mồm thế nào thì bán cho khách như vậy. Nhà em thực sự làm ăn rất có tâm. Tại sao đến giờ phút này mà ông trời thương, ông trời gọi là cho dạ, ông trời cho em cái lộc buôn lộc bán, lộc khách hàng yêu quý. Thì thấy không? Đây này. Chả cá nhà làm phải xếp ra đây là các chị thấy không này. Từng khay một vì sao lại phải xếp như này? Em mấy đứa sao chúng mày không chiên từng số một vậy? Cái này sau để đến đây phải không? Ừ, đấy các chị thấy không, trên từng khay một, từng số một, từ số một để mà dùng tầng đấy xếp. Tại vì phải trên từng số một đấy, làm trước thì tìm chiên trước đấy các chị. Còn ngoài bên này là phòng hút chân không này, đó cái này là em đang ngổn ngang chưa có làm xong đấy, là hút chân không xong, bắt đầu là cái đầu tư máy móc hút chân không, đóng đát đóng đồ xong bắt đầu cho vào trong tủ lạnh đấy các chị, yên tâm tuyệt đối. Nha, em ăn vào mồm thế nào em bán nó các chị như vậy. Em ăn vào mồm thế nào thì em bán nó các chị như vậy, các chị yên tâm. Nhà em là chuẩn bị làm là xong, nó đẹp lắm. Đang làm rồi. Bắt đầu xong xuôi ở đâu vào đấy, ta nói là cực kỳ là tuyệt vời, các chị thấy không này. Chả cá này sẽ làm xong này. À, đúng rồi các chị, nên là em thật các chị nghe là em con người rất là làm ăn rất đàng hoàng tử tế. Chứ không là như người ta đâu mẹ, các chị nhìn thấy trưởng của người ta không có chị không muốn lút luôn đấy. Em nói thật. Nha, đồ dùng là toàn e-lock thôi nha mọi người, thấy không? Nha, đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không có cái gì là nhựa ở đây. Đã có thể thấy không? Nhân viên đi làm là phải mặc đồng phục, đeo khẩu trang, đeo bao tay. Đứa nào mà không đeo bao tay là phạt mấy trăm nghìn. Và đứa nào không được đeo khẩu trang, nhân viên em là không được phép đeo khẩu trang, à đeo trang sức và sơn móng tay, móng chân. Đúng kiểu nước ngoài đó. Đó, thấy không? Đang làm chả mực cái này, ngon chưa? Đã có chị thấy không? Đó, nên là các chị yên tâm tuyệt đối, các chị thấy không, cái mình ăn mà mình nhìn thấy cái nơi ta làm nó sạch sẽ, mình cũng yên tâm, đúng không các chị? Nên là mình ăn vào mồm là mình phải nhìn thấy người ta làm thì mình thấy rất là yên tâm, các chị thấy không? Em vậy thôi, khuất mắt trông coi cho chị nghe, khuất mắt trông coi thì thế nào chả được, thật sự. Chả mực tím bán sale cho nha mọi người, như là mọi người mua đi chả cá, mọi người chốt xong chưa? Chốt xong chả cá chưa? Đó, có bỏ nũ không chị, là cái gì? Ok chị Vân Tùng, ok chị. Đúng rồi, nên là mọi người yên tâm đi nha mọi người. Tới đây các chị đi du lịch, khi nào hết dịch nha, có chỉ thị mới, các chị em mà các chị về Vĩnh Hy chơi, em mà các chị tới cơ sở của em, đó nhà em thì có cả gọi là phòng ốc khách sạn, có tàu đưa đón các chị đi ngắm san hô. Trời, tôi có hai cái tàu, tôi mới mua thêm cái nữa là hai cái tàu calo. Đấy, rồi có phòng luôn, tôi đã làm phòng sắp xong rồi. Đó, phòng có mấy trăm nghìn một đêm thôi. Còn quán bar, quán bia mát mẻ, view viết đẹp đẽ. Có người hướng dẫn du viên du lịch luôn. Các chị về Vĩnh Hy quê em chơi, các chị tới xưởng của em, các chị thăm. Các chị thật, em thật các chị nghe là các chị chỉ có mê ly thôi. À, dạ, cảm ơn chị. Nha mọi người, được chưa? Rồi, bây giờ ta bán tiếp nha. Rồi, ủng hộ các chị thấy không? Em là người thực. Đấy, bảo sao mà ông trời thương, ông trời cho lộc đấy, các chị thấy không? Đó, mình buôn bán như vậy mình phải làm từ cái tâm của mình ăn vào mồm thế nào đó thì mình phải gì, à, nhìn hai con hải phòng này, nhìn mấy con hải phòng này kinh khiếp. Ôi chị ơi, cái chị ở đâu vậy? Hải Phòng cũng là đất nước Việt Nam, cũng là lãnh thổ Việt Nam chị, chỗ nằm sao mà kinh chị. Trời ơi, em có làm gì đâu mà chị kinh. Em có ăn hết của ông bà cố nội chị đâu, em có ăn hết họ cỏ dòng họ hàng của chị đâu mà chị kinh. Em chị kinh thì chị đừng có vào xem em nữa, chị bảo em kinh là kinh thế nào. Trời ơi, ta đang bầu bì xinh đẹp thế này đấy bảo kinh. Đúng rồi, khi nào về Vĩnh Hy về nhà chị ngủ, về Madam khách sạn Madam Hoàng ngủ, về homestay Madam Hoàng ngủ, rồi đi ăn chả cá đó, tôi đưa đi ngắm san hô. Đúng rồi, sạch sẽ quá. Em đã bảo rồi, không có ít chỗ nào làm sạch được lắm đấy. Ngày xưa đấy, là mấy đứa nhân viên nó cự em lắm. Có mặt em ở đây ấy, là nó cứ mặc đồng phục. Còn không có mặt em ở đây ấy, là chúng nó không mặc đồng phục. Tôi phải lắp địt mẹ ba cái camera. Tôi bảo ấy, nha, tôi bảo ấy, chúng mày bây giờ không nói bằng lời nữa, mà không nói bằng mồm nữa, mà là nói bằng hành động. Lương 5-6 triệu một tháng phải không? Rồi, cứ một lần không mặc đồng phục 50.000.
lần không mặc đồng phục cho nghỉ việc nha. Bao tay khẩu trang phát mỗi lần đến nơi là phát bao tay khẩu trang đó, mà đứa nào phát hiện không đeo là phạt, hiểu không các chị? Bây giờ cứ phải tiền các chị, cứ phải tiến đậu vào kinh tế đấy, nó không sợ chứ con nói mồm nó không sợ đâu. Đây là Hải Phòng, ôi dồi ôi, em thật các chị nghe là em tự hào cái Hải Phòng lắm ấy. Hải Phòng ăn sóng nói gió, Hải Phòng nó hơi bị đàng hoàng, Hải Phòng là hơi bị gọi tử tế và hơi bị sòng phẳng. Thực sự người Hải Phòng sống rất là chân thành và rất là sòng phẳng rõ ràng đó, chứ không thảo mai các chị hiểu không đó. Mà sống đàn anh đàn chị Hải Phòng là rất là ok đó, được nếu mà dân Hải Phòng đi khắp nơi đấy là người ta rất là kính nể, và nhất là con gái Hải Phòng rất là giỏi các chị, con gái Hải Phòng rất là giỏi nha và xinh đẹp. Các chị thấy không, ai tôi hỏi các bà đi, các bà thử xem trên toàn lãnh thổ Việt Nam có cái nơi nào mà sản sinh ra nhiều hậu như Việt Hải Phòng không, các bà thấy không nha. Hoa hậu Phạm Hương này, cái gì của mẹ Mai Phương Thúy, Mai Phương này, cái gì Phú Ngọc Huyền là cái gì rồi, nhiều lắm. Thấy không, các chị nghĩ đi, các chị thử xem đi, toàn trên lãnh thổ Việt Nam có cái thành phố nào mà sản sinh ra nhiều hậu như Hải Phòng không? Mấy mẹ đừng có che Hải Phòng nha. Hải Phòng chúng tôi là đàn anh đàn chị, đôi khi ấy các chị là đôi khi đầu mấu đầu mặt tướng cướp giang hồ đấy, nói chung là đấy là điều đương nhiên rồi, tại vì cảng, tất cả những cái nơi nào mà cảng các chị, mà Hải Phòng với sức cảng Hải Phòng là cái cảng rất là lớn thì người ta phải va chạm, người ta phải tiếp xúc, người ta phải như vậy thôi. Ta còn là người Hải Phòng sống rất là đàng hoàng nha các chị, chứ không bao giờ có cái chuyện mà Hải Phòng giỏi lắm nha chị. Các chị thấy ông quận nhất đâu, mấy mẹ ra ngoài quận nhất nha, đường Bùi Thị Xuân, mấy cái đường to hoành tráng hay tuyền dân Hải Phòng thôi à, toàn dân Hải Phòng là chủ mà các chị. Hải Phòng là chịu khó lắm, giàu lắm. Hải Phòng mà vào thành phố Hồ Chí Minh mà lập nghiệp ấy là hơi bị giàu các chị. Em á nha, em á là em vào đêm đi họp đồng hương Hải Phòng đấy, tao nói ôi giời ơi, tao nói là tiền như là cỡ bự mà. Cái Hải Phòng là vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp rất là giàu, mà Hải Phòng đi đâu cũng giàu, tại vì chịu thương chịu khó, mà Hải Phòng thông minh lắm. Dạ đúng rồi, nó bảo em Hải Phòng, Hải Phòng được có làm sao đâu, tao Hải Phòng đấy, tao là em chị Dung Hà đấy, được chưa? Chúng mày bị gato à, mẹ mấy con đĩ để chửi Hải Phòng. Trời ơi, lại bảo con đĩ Hải Phòng, tao Hải Phòng, tao tự hào về gương của tao là Hải Phòng, được chưa? Tao tự hào là em chị Dung Hà đấy. Rồi mọi người ơi, chưa ship Vĩnh Long được chị nha. Em nhớ chốt lại là chả cá, em đang bán 1 cân chả cá là 290, em sale sập sàn nha mọi người, em sale sập sàn là 230. Nhà em cá này, đó, đây, đây các chị nha, cái này có chả viên và chả cá chiên. Đúng rồi, mẹ đã bảo em Hải Phòng. Hải Phòng mình làm sao? Hải Phòng ăn hết cô là bà cố lộ chúng mày à? Sao lại bảo, tự dưng lại bảo em, chửi em dân Hải Phòng. Hải Phòng thì làm sao? Hải Phòng tao mới không ăn trộm ăn cướp, tao không mà gọi là cướp chồng cướp vợ của mày nha, trừ khi tao cướp chồng cướp vợ của mày thì mày chửi tao. Đang buôn bán lành mạnh, đang quảng cáo lành mạnh, đang buôn bán bằng sức lao động mồ hôi nước mắt lại chửi mình các chị. Chưa ship Tây Linh được chị yêu à? Nha mọi người, ai mua comment cho em nha, mọi người ai mua comment cho em nha. Chả cá đấy các chị thấy sạch sẽ, các chị biết rồi, không phải quảng cáo nhiều đó, nói nhiều quá người ta bảo mẹ con này có nói lắm. Dạ ok chị, nhưng mà không nói thì không hiểu được các chị, đôi khi đời nó vậy, đôi khi mới một lần là chị ta chưa thấm, phải nói nhiều lần người ta không, con này mẹ cứ ra giả lấy hoài thôi, mua thử cân xem ăn có ngon không đấy các chị. Đấy đôi khi đời như vậy, đôi khi mình nói mẹ thoáng qua đâu có biết đâu, nhưng mà em mẹ nói dài, tại vì những cái gì em làm mới con tự hào và nó ngon, em phải giới thiệu sạch sẽ là phải giới thiệu. Đúng rồi, chả cá em Hải Phòng đây. Đúng rồi, ai mua comment nha. Ok, 2 cân cả, ok chị yêu. Dạ, chả cá ma đam hoàng ngon nhức lách luôn, ăn vào lách nó nhức, nhức là không nhấc tay lên được luôn đó.
nó nhức quá, hiểu không? Vì nó ngon quá nó nhức. Đây mấy mẹ mà bừ, mấy mẹ gọi là không muốn lấu lướng ấy, mua về sắt ra thôi ăn cũng ngon rồi, hoặc nấu bún cá, hoặc quấn bánh tráng, các chị hiểu không? Quấn bánh tráng, trời ơi, thái mỏng ra, xong mà quấn với bún, với lại rau sống, chấm với nước mắm nhĩ, ôi giời ơi. Dạ đúng rồi, đúng là tháng hạn, đúng rồi đó chị, mẹ tháng hạn đấy, nó bảo là hạn không tránh khỏi hạn đấy, tôi khổ lắm, tháng hạn nó là khổ rồi đấy. Tiếp theo chả mực nha, đây đặc biệt chả mực nhà em là ngon không tưởng tượng các chị, em thật các chị, em chả giấu các chị nha, em phải bỏ ra 20 triệu, phải 20 triệu, các chị tưởng tượng đi, mà tôi cay cú đến mức độ như này, tại vì em là em gọi là em đang lấy chả mực của một cái chỗ rất là ngon nha, mà em nói là em làm cho thế, em nói là mình chỉ cho ta, tại vì mực mực đấy nhiều quá, mực mai rất là ngon, mực với nghi rất là ngon các chị, tại vì rất là tươi, mực lên trên bờ nha mọi người, nó còn dễ đành đạch luôn, mà mình không biết làm sao các chị, làm sao mà làm được, bí quyết gia truyền, mình hỏi ông chỉ, thế em bảo bây giờ nhà em ở Vĩnh Nghi mà chị tận ở ngoài gọi là Cát Bà đó, mà bây giờ chỉ đi thì có gì, thì tại vì nhà vấn đề là đâu có động đụng chạm khách hàng của nhau đâu, thôi tôi trả tiền, tôi trả mua công nghệ, tôi trả 20 triệu của chị để mua một cái công nghệ làm chả mực, mà tôi làm 10 lần không thành công, lý do là mặn, đéo hiểu sao nó mặn thế, làm rõ ràng mình làm công thức như vậy mà nó mặn, thì hóa ra là mình hiểu ra là à khổ ghê luôn đó, cái vùng biển ngoài Bắc là cái biển nó nhạt, cái nước biển nó nhạt, nó là nước biển gọi là nước lợ, còn trong Nam mình mà nhất là trong vùng Ninh Thuận đấy là nó mặn hơn chỗ khác, mà nước cũng rất là mặn, vùng Nha Trang nước mặn lắm các chị, nhưng mà các chị biết, các chị biết không, em không làm cách làm nó hết mặn được, cuối cùng các chị biết sao không, cuối cùng là tôi phải nghĩ ra một cách làm mực tươi về, làm sạch sẽ phải ngâm với đá cho nó nhả, các chị cho nó nhả mặn bớt ra, ngâm với đá 30 phút hoặc 1 tiếng nhả bớt mặn ra các chị, xong bắt đầu mới xay mới làm được đó, còn ngày đầu tiên làm nó cứ bị mặn thôi, rõ ràng không cho muối, không cho gia vị gì cả nhiều, mà nó cứ bị mặn, ăn nó mặn mặn, nó không vừa vị, cuối cùng mà làm nó thành công các chị, rực rỡ luôn nha mọi người, chả mực nhà em là ngon rực rỡ luôn các chị nha, chả mực 100% là mực, không có bất kỳ một cái gia vị gọi là trộn gì cả, rất là dai hả, thấy không, con khùng tổ chứ bố mày khùng như tao. Ăn món độ sần sật của mực ngon, ngon quá đi. Chả mực ngon lắm các chị nha, và bây giờ bán rẻ này, em mang chả mực đây, chả mực ngày xưa là em đi mua của người ta, em mua người ta em phải em bán, tại vì đương nhiên là mua đi bán lại nó sẽ bán đương nhiên là mắc rồi đúng không, ngày xưa em bán 1 cân chả mực là 590 một cân các chị, tại vì em mua và đã là 400 mấy rồi các chị, gần 500 rồi, em còn phải vận chuyển từ ngoài Bắc vào trong Nam, còn bây giờ em làm được rồi các chị nhìn thấy không, đây em làm đây, bê các chả mực chưa chưa chiên đây, em làm được rồi nha, và em còn bao ngon hơn, bao ngon hơn là em đi mua lại em bán, tại vì sao, tại vì là mực tươi, mực của em là mực tươi đánh bắt gần bờ, đánh bắt trong ngày, sáng đi tối về, à tối đi sáng về, chứ không phải mực mà chườm ướp à, đánh bắt xa bờ đấy các chị, mực đây là mực Nam này, thấy không, cái này là chưa chiên này, cái này chưa chiên nha, nó bắt đầu cho ra chiên, chả mực em làm được rồi nên các chị yên tâm 100% là mực nha, không có hàn te, không có bột, không có bất kỳ một cái gì cả, người ta làm người ta cho bột vào nữa, còn em cái công thức của người ta đưa cho em hay là có phải có bột, nhưng em không làm bột nha các chị, em không có bột, em bao tét luôn, bao tét luôn, toàn gọi là các chị mang tét thoải mái, nếu trong đây có bột có bất kỳ một cái gì đấy em trả lại tiền luôn, em đền 1000 lần được chưa nha. Em ngày xưa em bán chả mực em đi mua đi bán lại thì em bán 590 một cân, bây giờ em làm được nha mọi người, em bán bằng giá người ta bán lại cho em, được chưa, em bán 490 thôi, comment liền cho em nha, một ngày em chỉ làm 30 cân thôi, một ngày 30 cân mực phong
một ngày chỉ có 3 đến 40 cân mực thôi, các chị comment cho em đi nha mọi người, 491 cân đó là rẻ hơn trước khi em bán 100.000. Tại bây giờ em làm được, ngày xưa em phải đi mua lại, còn bây giờ em làm được, mà em làm được còn ngon hơn ngày xưa, tại vì em không cho bột vào. Còn công thức của người ta đưa cho em ấy là một cân mực là phải một lạng bột, một lạng bột với lại một lạng mỡ, còn em là 100% là mực các chị nha mọi người. Đúng rồi, ai mua comment lại đi. Chỉ mỗi ngày chỉ có 30 cân thôi, một ngày chỉ làm 30 cân thôi các chị, làm 30 cân thôi đủ bán thôi các chị. Nhiều người bảo bán chị cái nguồn mực nó chưa có, đúng không chị? Chả mực thì thôi rồi được ơi, ăn vào là quắt tai luôn các chị, quắt tai luôn nha. 491 cân đó, các chị mua đi comment lại cho em. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Đến trưa đang trong giờ chiên đi về hết với nhau như vậy, để ai chiên vậy? Thế thì phải chia anh đôi ca ra. Đúng rồi. Ok, chị Nguyễn Huyền, ai mua comment nha mọi người, 490.000 một cân. Chả mực nhà làm. Đó, cái này phải chạy quảng cáo nhiều để người ta biết này, các chị thấy không? Đây này, hút chân không, các chị trong hút chân không nha. Các chị mua về, các chị giã đông ra, các chị chiên lại cho em nha. Cái này chưa ship Quảng Bình được chị, em chỉ bán thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thôi. Ra từ từ em ơi. Dạ cảm ơn chị. Đấy, các chị mua thì comment lại cho em nha. Ai mua thì comment lại chả mực Madam Hoàng nha, chả mực nhà em làm ra. Các chị yên tâm về chất lượng, không có bột, không ăn the, 100% là mực tươi, rất rất là ngon. Được chưa? Rất là ngon luôn. Rồi tiếp theo nha, bây giờ bán cái gì? Bán nước mắm đi. Ai ăn nước mắm thì review cho em đi, nước mắm không kịp bán. Không mua không kịp bán luôn. Nước mắm mà mua về không kịp bán luôn đó. Nước mắm mật nho. Đó, là mua về không kịp bán luôn, các chị tưởng tượng đi. Đúng rồi, nước mắm nhà em ngon lắm, trời, nước mắm cũng ngon. Nước mắm mà không ngon. Dạ ok chị Minh Thuận, một cân chả mực vâng. Nước mắm mà không ngon. Trời ơi, nước mắm mà không ngon mới lạ đó. Ai ăn nước mắm rồi review cái nào, review. Chờ em không ship đi Mỹ được chị. Em ship đi Mỹ được. Dạ. Tại vì sao? Tại vì mấy cái đó chả mực chả cá là chỉ bán trong tỉnh, trong thành phố thôi. Tỉnh chưa ship đi được. Chắc là trong thời gian gần nha, trong tương lai gần sẽ ship đi được, chắc chắn phải ship đi được thôi. Chứ không đánh đá, đánh đá, đánh đá, đá vụ cho chị đi. Ừ, đá vụ. Đúng rồi, nước mắm mọi người ơi. Nước mắm cũng chỉ còn 20 chai thôi. Dạ, ok chị. Thôi lần sau đi chị nha. Nói chung là để em tìm có đại lý nào bên nước ngoài để em bán. Chứ bây giờ nói chung là khó lắm. Đúng rồi. Thế à, dạ cảm ơn chị. Đồ ăn nhà em ngon lắm. Đi nước ngoài ta nói là trời ơi, khách hàng khen lắm. Khách hàng khen nhất là gà nữa. Gà là ngon xuất sắc luôn ha. Ừ. Nước mắm chị Hương ơi, ngon lắm chị ơi. Nước mắm ngon lắm mọi người ơi, nước mắm bán rẻ nữa. Ê cho chị đá xay đi, cho nếu đá xay vào đây đi. Cắt nước qua đây cho chị lấy mấy cái miếng đá xay đâu, cái có thùng đá đâu. Đá xay đâu, đá xay đừng có lấy đá trong cá thôi nha. Lấy đâu uống đâu. Nước mắm ngon lắm, nước mắm ngon nhờ. Nước mắm là quá ngon. Chả cá thu em bán 230 một cân chị. Nước mắm là quá ngon thực sự. Dạ em đang sale với chị. Bây giờ không có kịp để bán. Nước mắm ấy. Nước mắm là ngon lắm. Các chị mua đi, thực sự mắm ngon lắm. Nước mắm em bán ha, em bán này 150.000. Em sale còn 130.000. Ai mua comment lại cho em. 150.000 một lít. Em sale còn 130.000 một lít. Dạ cảm ơn chị, em cũng muốn tìm đại lý bên Mỹ lắm. Nhưng mà chưa, từ từ ấy, để bớt dịch đã. Dạ. Dạ cảm ơn chị Hồng Hoa, vâng ạ. Nước mắm thì ship, đúng rồi. Được chị ơi,
Nước mắm thì mình ship toàn quốc được các chị nha, nước mắm là ship toàn quốc được, đúng rồi. Ok, kim chi 2 lít nước mắm này. Rồi ok, chị Nguyễn Hồng này 1 lít này nha mọi người, em đang sale đó, nước mắm ngon lắm. Nước mắm em đang bán 1 lít là 280, à 100, 150, em giảm giá 130 nha. Đúng rồi, 130 1 lít thôi chị, 1 lít mình ăn được rất là lâu, 130 thôi. Em bán 130 1 lít. Để cho vào đây chuẩn bị đi. Nước mắm 130 bạn, ok đúng rồi chị. Nước mắm có 130 thôi à. Đặt nhắn tin đây em ơi. À, chị ơi có chị. Nước mắm Hải Phòng có, Hải Phòng có, ở Tô Hiệu có. Nha. Yeah. Nước mắm nằm ở đường Tô Hiệu có. Nước ok chị yêu. Có chị. Nước mắm ở Tô Hiệu có chị. Cho nước vào đây. Cho mình nước vào đây. Xong rồi để pha mật nho. Dạ ok chị Thu Nguyễn dạ. Ship tỉnh có, ship chưa tỉnh được. Em mà nói thật, em có chị em mà ship tỉnh được, em bán nó như cái máy luôn đấy. Có chị ơi, Hải Phòng có, Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều có nước mắm rồi. Dạ ok chị, tất cả mọi nơi đã có nước mắm rồi nha. Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã có nước mắm rồi. Ok chị Nguyễn Thị Vân 5 lít, vâng ạ. Chị Đinh Đoan 2 lít, ngon lắm. Em thật chưa một người lo ăn nước mắm mà mua về mà lại không mua nữa đâu. Em nói thật, có những người một chai về xong mua khoảng mấy chục chai về cho. Thế nó rẻ mà chị nghĩ đi, bây giờ một trong siêu thị nước mắm công nghiệp thôi là bán một chai đã trăm mấy chục nghìn rồi. Các chị nghĩ đi, đúng không? Mà lửa lít. Mà bây giờ em bán một lít mà nước mắm ngon lắm chị ạ, đúng rồi. Ai ăn rồi review đi. Đấy giới thiệu cho chị nha. Đào Hiền ơi giới thiệu bạn cho chị, thì ai mà mua nước mắm giới thiệu cho chị. Tại cái nước mắm mình dùng nước mắm nhĩ. Nước mắm nhà làm, nước mắm mà của làng chài ta làm á các chị. Làng ta làm ăn ấy, xong rồi làm thừa, làm dư ra người ta bán. Chứ không phải là nước mắm công nghiệp, nước mắm làm theo xưởng. Đó, mà nước mắm làm theo kiểu dạng như là người ta gọi là ăn làm để ăn. Xong dư một vài chục lít ta bán. Mà các chị biết nước mắm nhà làm đó, là các chị biết nó ngon cỡ nào rồi đó. Nhưng nó phải lựa, nói chung là ngon lắm các chị. Ừ. Ok, ma, anh Mai 2 cân, à, ok chị. Địa chỉ ở Hà Nội 39C Đường Thành chị ơi. Ok chị Nguyễn Hồng này, nước mắm này. Các chị mua comment cho em. Cái này là mật nho. Không ngày không ăn mật nho là không chịu được. Cái nước gì là nước chanh vất ở đây à? Mật nho. Mình mua mấy lần nước mắm rồi, công nhận ngon thật. Đã bảo ngon lắm, trời ơi. Em là cái người rất là kỹ, chồng em này. À, chồng em á, là cái người rất có tính trong nước mắm nha. Không ăn nước mắm bao giờ đâu. Ông sợ khắm, mà ông còn khen. Và đây là chồng em là người nghiện nước mắm nhất. Nước mắm ngon lắm các chị. Nước mắm ăn là ghiền luôn chị. Ăn đúng là thực sự, đúng là ăn cái vị nước mắm xưa đấy. Nước mắm ngày xưa đấy các chị. À. Dạ cảm ơn chị Yến Thu Phạm, vâng ạ. Chả cá có rồi chị ơi. Chả cá có rồi. Ship Đồng Nai có, nước mắm có ship Đồng Nai em. Nước mắm có ship Đồng Nai. Ok chị Nguyễn Hồng này rồi. Nước mắm 130 1 lít. Có ship Bắc Giang luôn. Trời ơi các chị nghĩ đi. Các chị đi vào siêu thị đi, các chị mua 1 lít nước mắm công nghiệp bao nhiêu tiền rồi? Đúng không? Đó. Nước mắm nhĩ thơm ngon, hương vị đặc biệt. Ủ chốt, đúng rồi, theo công nghệ ra truyền. Các chị biết ông làm 1 lít nước mắm bao lâu không? 1 năm đấy. 1 năm trời mới được 1 lít nước mắm đi mấy mẹ. 1 năm trời mới ra được 1 mẻ mắm. Tối thiểu là phải 6 tháng tới 1 năm. Đó, còn mấy công nghiệp vẫn là chị mua một cái này về. Xong bọn nó bắt đầu là nó công nghiệp vẫn nó mua cái này về. Xong bắt đầu nó mới pha vào hương liệu các kiểu vào.
đó, làm sao mà có được. Ừ à không, cái này không phải nước mắm uống nữa chị, cái này là mật nho. Mật nho. Ê chị bảo là mình chuẩn bị nấu mật xay đi, tao đang cần đi nấu mật xay. Cái quả xay mình sẽ nấu mật, quả xay nấu mật ngon lắm đấy. Bây giờ mình mua lại lột lột sẵn, bảo mấy người dân tộc ra lột cho mình. Em đang chuẩn bị ra món mật xay các chị, món mật xay. Đúng rồi, ở Tô Hiệu cũng vậy, 130.000 nha mọi người. Đó, ok chị Kiều Phương này. À, em ở đâu, em ở nhà em khắp nơi chị. Em có cửa hàng đàng hoàng các chị nha. Nhà em bán hàng là có cửa hàng đàng hoàng. Đó, 52 Tô Hiệu, 80 Lý Tự Trọng, 192B Cách Mạng 8, 76 Tân Mỹ. Đấy những cửa hàng bên em các chị. Ok chị Nguyễn Hồng một lài, chị Lan Trinh một lài, chị Huyền Đinh một lài, chị Hương Lê một lài. Đúng rồi chị. Ai mua comment cho em. Chị Trinh Nguyễn một lài, chị Phương Phạm một lài. Đúng rồi. Ai mua comment nha mọi người. Hải Hạ Đường Thành, 39C Đường Thành chị nha. Đó Nguyễn Hồng này. Đó Thắm Nguyễn này, Phương Huyền này. Ai mua comment lại. Nước mắm nhĩ nguyên chất, ngon xuất sắc các chị. Ăn là ghiền, ăn là nghiện. Em thật các chị ngon lắm luôn. Hà Nội nước mắm không ạ? Có chứ. Hà Nội có chứ sao không. Có nước mắm chứ. Đâu mà chả có, Hà Nội cũng có nước mắm chị. Ừ. Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Đó. Ông ơi, Trang Đinh này, Phương Phạm này, Quỳnh Chi này. Dạ, 130 một lít. 130 một lít mọi người nha. Mật nho hương mà uống có bán không? Có. Mật nho này chuẩn bị mua hết rồi đó các chị. Mật nho mua đi không hết rồi đâu. Các chị, mật nho ngon lắm các chị. Mật nho ngon lắm. Mật nho ngon lắm các chị. Mật nho ngon lắm. Ê ta bỏ xay ấy, cho mình keo lại với đường ấy, La Liên. Xong mình keo lại với đường ấy, xong mình cho một ít tô nó nồng nồng sệt sệt, cho mọi người ta pha, ta múc một hai xìa, ta pha thử ngon không? Làm như mật xay này hả? À mật nhau này. Thế đấy mật xay uống ngon, thế này ta làm thử. Lát ta nấu thử. Dạ ok Thúy Nga, 3 lít. Mật nho nó chỉ, mật nho là 100% từ nho. Ở đây nó có thêm mà xay, quả xay ấy. Mà trên rừng ấy các chị. Em đang chế biến món mật xay nữa. Ờ. À, chưa gửi Hạ Long chị, mà quả xay tốt lắm nha. Quả xay chữa bệnh nhá, chữa bệnh tiêu hóa, nhiều loại bệnh. Ừ. Ok Nguyễn Ngọc Thống. Dạ. Nha mọi người. Ai mua comment lại liền cho em đi ạ. Ai mua comment lại liền cho em. Có chị ơi. Hương Liên này, Phương Phạm này, Quỳnh Đinh này. Đó, Trang Nguyễn này. Đúng rồi. Ok chị Musida Musa này, Nguyễn Hồng này. Đó. Dạ em không có trang điểm nhiều, em bầu ấy, nên là em cũng lười với chị. Nói chung là lười, thỉnh thoảng trang điểm tí, nhưng mà cũng lười. Ờ. Ok chị, 130.000 nha mọi người. 130.000 một lít mắm. Còn mật xay này các chị, em hôm nay em vừa bán vừa tặng các chị nha. Đây. Cái này là mật nho. Mật nho được làm 100% từ nho. Các chị, mật nho này được làm 100% từ nho. Rất là ngon. Rất là ngon các chị. Mật nho ngon lắm nha mọi người. Mật nho rất 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 là ngon.
chối ngon lắm luôn các chị. Ăn thử đi, uống thử đi. Cái này ấy, được làm 100% từ nho với đường phèn. Mà nho là nho Thái An các chị. Là một cái làng nho rất nổi tiếng ở Linh Thuận. Mà năm nay là nho bị có thất thu. Thay vì năm ngoái là 20.000, 30.000 một cân, còn năm nay nho có mấy nghìn à, có 7.000, 5.000 một cân. Nên là người ta làm mật nho ta bán. Cái này các chị mua về pha như em này này. Ờ à, đúng rồi, pha cái này với lại cho miếng chanh, miếng tắc vào các chị. Các chị pha này cho em, các chị mật nho nha. Em đang bán mật nho này một chai là 250.000 một chai các chị. Chai dung tích 750ml là gần 1 lít đây này. Đây, 100% là nho nha. Rồi hôm nay thì mọi người chơi luôn, chơi lớn luôn. Mình chơi lớn luôn. Rồi nha, hôm nay không ai không mua thiệt nha mọi người. Em giảm giá 250.000 một chai. Em giảm giá 190. Mua một chai tặng một chai nha mọi người. 190.000 một chai. Mua một chai em tặng một chai. Các chị ai mua comment lại liền cho em. 190.000 một chai. Mua một chai em tặng cho một chai. Được chưa? Nhanh luôn liền lẹ. Ê ta bảo này, nhà mình có mấy cái lẩu lẩu phở đấy. Tao bảo địch mẹ cái đấy mà Linh say mới ngon đấy. Thì tiếp vậy tao nấu thử. Tao lấy một cân bao nhiêu bóc rồi tao nấu thử. Không, tao lồi tao nấu ở nhà chị bằng lồi nhỏ thì chị thôi. Xong bắt đầu khi mình làm nhiều, mình làm nấu nhiều, mình nấu một cái lồi đó. Nấu cái lồi to như mình á. Chứ mật say là ngon hơn như mẹ, đá mẹ đấy. Ờ à. Đúng rồi chị, chơi lớn luôn nha. 250.000 một chai, giảm giá 190 một chai. Mua một chai tặng một chai, được chưa? Đấy, tôi ai chơi chơi đẹp với tôi không? Xả luôn. Đấy, lâm xui thắng ạ. Nhiều chuyện nó không, nói chung là nó không vui cho tới cùng một lúc. Đấy là mình xả xui bằng cách là mình bán rẻ cho mọi người. Đó, mình xả lộc của mình đi thì mình sẽ bảo toàn được tính mạng của mình các chị. Đấy các chị. Ok chị. Bây giờ các chị là sức khỏe là quan trọng, gia đình là quan trọng. Lắm lúc em thật các chị em nó nghĩ đấy, đôi khi mình cứ sống tốt, sống tốt với mọi người. Có những người sống cả cuộc đời vì mọi người, cuối cùng ấy mẹ chết thì khổ mà vẫn mang tiếng ác. Thấy đấy không? Nên là thôi, nói chung là thôi mình cứ sống cho mình đi. Eo mẹ thật các chị nghe, cái sống cho mình, sống cho gia đình nhà mình, còn thừa thãi tí nào sống ở xã hội. Em thật, đúng không? Đó, mình thì tốt cỡ mấy, tự nhiên là mà với người ta thì người ta đã không thích mình, hoặc người ta đã không yêu quý mình, hoặc người ta không ghi nhận thì người ta cũng thấy mình xấu à các chị. Nên em thật các chị nghe thôi, em rất kinh nghiệm cuộc đời em ấy, em đến giờ 40 tuổi rồi, em cũng nghĩ một điều rằng thôi, sống cho mình, cuộc sống lại sống cho mình. Thích thì sẽ ăn con mẹ đi, hiểu không? Thích đi đâu đi đi, khi mình có điều kiện. Thật em thật đấy, đúng không? Chả ai bắt mình phải làm những cái việc gì cả. Còn mình cảm thấy rằng cái lòng mình đập thì mình có cái lòng, hoặc mình cảm thấy mình dư giả, mình có cái lòng thì ok, mình giúp đỡ người này người kia. Còn mình sống cho mình đi, cho gia đình của mình, bố mẹ mình, chồng con mình, đó, những người thân của mình, những người mà ở, những người thân của mình, đó, những người cận kề với mình này, mình sống tốt với họ đi. Những người nhân viên của mình, những người làm cho mình, những người giúp đỡ mình, đó. Sau đó mình lên xã hội, các chị thật, em thật, em thật đấy, em lúc nghĩ như vậy. Đôi khi thì mẹ cứ vì bạn bè, cứ vì xã hội, cứ vì cái này cái nọ, sống hết lòng hết dạ, xong cuối cùng mình nhận lại sự đau thương đại loại như vậy. Nên là thôi mình cứ sống cho mình, gia đình mình. Ừ. Sống cho mình các chị. Nên là cuộc đời này mà các chị ngắn ngủi lắm, vô thường lắm. Đó, còn mình sống sao thì trời đất biết đất, người biết. Trời biết này, đất biết này, người biết. Đó. Các chị, em thì chửi chửi bồng mồm, chửi chửi vậy thôi. Các chị thấy không, em là con đâm tàu, cái lòng của em là không có độc địa đâu. Em chửi chửi, nhân viên cũng vậy, em chửi. Những đứa mới làm mấy chị sốc nha. Em tới mà thấy bừa bộn các chị, hiểu không?
xong rồi không đâu ông chửi cái lồn làm cái lồn đó chúng mày lắm, kiểu em quát em chửi cho chúng nó sợ. Thế nhưng mà như vậy ấy, nhưng mà chúng nó hiểu mình, chúng biết là mình cũng muốn điều tốt đẹp đó. Chỗ em đến mà nhà cửa mà bừa bộn, xong rồi nhân viên thì không có làm việc, xong rồi em chửi ngay, em nói luôn đó, em văng lồn văng đao luôn các chị, em nói luôn. Nhưng mà xong thì thôi, chứ mình không để bụng, tính em là không để bụng mà cũng không hằn thù, cũng không kiểu hằn thù, mình nói xong thì thôi đó. Nên là đôi khi có những người, người ta không kiểu như ta không hiểu mình, ta tự ái, nhưng mà cũng đúng thôi, hiểu không? Tại mỗi vùng miền một khác nhau, mỗi một cái vùng miền là một cái kiểu cái khác nhau. Ở miền Bắc thì đôi khi là tục tĩu, đôi khi là nói chuyện này nọ, ăn to lấy lớn, nhưng mà người Nam người ta sẽ nhẹ nhàng đó. Nhưng mà từ từ người ta hiểu mình đó, từ từ người ta hiểu mình rồi người ta sẽ thông cảm với mình, tại vì vì sao mình như vậy. Nhưng mà tính em là không thù lâu nhớ dai, không hại ai bao giờ đó. Tính em là rất là, nói chung là thôi kệ đi, thì người ta bảo dầu rằng người hại thì không sợ, trời hại mới sợ các chị. Người hại thì không sợ các chị, tiểu nhân là không sợ tiểu nhân, nhưng mà trời, ông trời hại đấy, mình là ông trời mới hại mới sợ đấy. Ông trời đã hại đã lấy hết của mình luôn đó các chị, lấy sức khỏe, lấy gia đình, lấy tất cả đó, cái đấy mà quan trọng đấy. Ừ, nên là đôi khi em mới làm mỗi cái câu á, bây giờ em còn tu nhiều các chị, bây giờ em còn tu được nhiều đấy. Bây giờ em không chửi bậy lắm các chị, bây giờ không chửi bậy đâu, chỉ cái lúc mà nó trêu chọc em chửi thôi, chứ bây giờ em không muốn chửi bậy nhiều. Ngày xưa là tao nói là tanh bành té bẹ luôn đó, nhưng mà mình nghĩ rằng nó đâu có tốt đâu chị, chửi bới rồi đâu có tốt đâu. Con cái mình nó nghe thấy, hiểu không? Ừ, con cái người ta nghe thấy, hiểu không? Ừ, ta nghe thấy mình nên là đâu có tốt đâu các chị. Đấy thì em dặn em có chửi đâu, em có chửi đâu, em có chửi đâu, mình cũng làm gì sai đâu các chị. Ở đời mình cũng sống đúng, chỉ sợ người sống đúng thôi, chả có gì cả. Còn xã hội mà chị, nói chung đi chấp đâu xã hội, không chấp đâu được các chị, đúng không? Mọi người cuộc sống mà cứ sống vì xã hội đấy thì mệt mỏi lắm thật. Cứ sống cho mình, mẹ mình cứ tốt mình được rồi, gia đình mình tốt mình được rồi, còn xã hội thì kệ lắm các chị. Em thật đau hơi đâu mà đi sống xã hội bây giờ. Dạ cảm ơn chị. Đúng rồi, mặt nho ngon lắm chị Hương ạ. 191 chai, mua 1 chai tặng chai mua đi. 191 chai. Dạ cảm ơn chị yêu Phạm Yến. Đó là cái gì cũng ngon nhất là cả ổ muối ngon nhờ. Nói chung là nhà em cái gì cũng ngon. Đó, các chị mua thì comment cho em nha. Được chưa? Bây giờ em sẽ bán cái gì gà đi ha, bán ổ muối nha. Bây giờ em kết thúc live stream, em sẽ bán ổ muối liền. Được chưa? Để bye bye mọi người nha, bye bye nha.